Chào anh em, quay trở lại về vấn đề là sạc cho tai nghe ấy. Thì nhiều anh em là mua tai nghe về là sạc là có tình trạng là sạc không vào đúng không? Thì ở trong video này mình sẽ cùng anh em là vào và tìm nguyên nhân và lý do ở đâu và chúng ta cùng nhau khắc phục để tìm cách là mình làm sao để sạc cho cái tai nghe này. Thì ở trong bộ tai nghe nó đã có kèm sẵn một cái dây cáp hai đầu chân tai xi như này để chúng ta cắm sạc. Và bây giờ mình sẽ đi tìm một cái củ sạc để phù hợp. Đó là cái củ mà mình hay dùng để cắm cho cái sạc iPhone ấy. Thì đây các bạn sẽ cắm vào cái ổ điện trước nhé. Mình sẽ tìm cắm vào cái ổ nó vừa, nó không bị lỏng. Mình thử cắm xem. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào cái củ này. Ở chân còn lại mình sẽ cắm vào cái hộp của tai nghe nhé. Đây các bạn cắm vào. Nhớ là cắm thật sâu, cắm thật chặt vào, nó kêu quạch ra là được. Như vậy là nó không vào. Thì các bạn sẽ kiếm cho mình một dây khác và một cái củ khác. Thì ở đây mình có củ một cái dây cáp là cáp mà 4 đầu, cáp 401 mình rút ra như này, nó sẽ có hai đầu là chân tai xi. Đấy, cái cổng tai xi này mình sẽ cắm vào cái củ sạc này. Và cái chân còn lại mình sẽ cắm vào cái hộp của tai nghe. Và nó có dấu hiệu lên nhé. Đấy, nó có hình tia sét như này. Đó, các bạn vuốt sang các bạn nhìn thấy cái chỗ mà phần trăm pin của cái hộp mà xong. Nó sẽ hiện màu vàng lên, có nghĩa là nó đang vào điện nhé. Đó, nó hiện hình tia sét và cái hiện cái màu vàng lên cái ở cái ô mà hộp sạc ấy. Khi các bạn rút ra thì nó sẽ không màu vàng nữa mà nó màu trắng ấy, là nó không vào. Còn khi các bạn cắm vào mà nó hiện cái màu vàng ở trên cái biểu tượng hộp sạc ấy là nó vào điện rồi nhé. Mình sẽ quay trở lại lấy cái dây cáp cũ mà dây cáp đi tặng kèm ở trong cái hộp tai nghe ấy. Mình cắm vào lại cái củ màu vàng và mình cắm ngược lại và nó không vào nhé. Vậy là do cái dây cáp nào bị lỗi rồi. Tiếp theo mình sẽ thay thế bằng cái dây cáp khác, một cái dây cáp mà ba đầu, một cái đầu to chân USB này mình sẽ cắm vào cổng USB và cái chân tai xi này. Tất nhiên rồi, cái hộp sạc nó là chân tai xi mà, mình sẽ tìm đến cái cổng chân tai xi này, dùng cái chân tai xi cắm vào nó. Như vậy là lá sạc vào nhé, có hình biểu tượng tia sét lên và ở cái hình hộp nó màu vàng lên. Tiếp theo mình vẫn sẽ dùng cái dây cáp vừa nãy, cái dây cáp 401 này. Đấy, mình test thử lại, dùng cái chân chân tai xi này cắm vào xi này, hai đầu tai xi này. Đó, như vậy là vào điện ok này. Rồi tiếp theo mình sẽ lại đảo dùng cái chân cổng USB và chân ra tai xi cắm vào. Như vậy là vào nhé. Như vậy là cắm vào điện ok nhé. Đó. Ngoài ra ấy, các bạn cũng có thể dùng cái cục sạc dự phòng để các bạn sạc cho tai nghe luôn. Đấy, không nhất thiết phải là dùng cái củ cáp sạc. Đấy, mình tận dụng luôn trong trường hợp mà mình không có củ cáp sạc, mình dùng cái củ sạc dự phòng. Đấy, như vậy là cắm vào sạc bình thường nhé. Rồi tiếp thì mình vẫn sẽ dùng đến cái cục sạc dự phòng nhé. Cái cục sạc dự phòng mà 30.000 mAh. Đây mình sẽ lấy cái chân tai xi này mình cắm vào. Đấy, như vậy là vào điện nhá. Như vậy là sạc vào bình thường này. À, giờ mình sẽ quay trở lại dùng cái củ sạc vừa nãy nhá. Cái củ này nhá. Cái củ này mình cắm trở lại và mình sẽ sử dụng cái dây này. Dây nó có hai đầu chân, mình rút ra nó thành hai đầu chân tai xi. Đấy, rồi mình cắm vào cái này. Mình cắm vào lại. Xem nó vào không. Vậy như vậy là không vào nhá. Đó, như vậy không vào, có nghĩa là do cái cục sạc này. Tức là ở đây mình đang có cái vấn đề ở đây là cái cục sạc này bị hỏng, bị lỗi rồi. Và cái dây cáp này cũng bị lỗi rồi. Đó, nó không sử dụng được. Khi mình đã thay các cục sạc khác nó vẫn sạc được bình thường thì là nó sẽ nằm do cái cục sạc và cái cáp sạc này nó không sạc được nữa, nó có thể nó bị lỗi rồi. Đấy. Thì các bạn mà nhận hàng lại gặp những cái tình trạng mà mình thay thế khi mà mình dùng cái củ cáp này mà sạc nó không vào ấy, thì các bác là hãy thử thay bằng cái củ khác này, giống cái củ như này chẳng hạn, hoặc là những cái củ khác mà các bác mà có sẵn ấy, và cái dây cáp như này, hoặc là cái dây cáp khác kiểu như này, dây cáp vào đầu như này, các bác là cắm vào. Sau khi các bác là sử dụng hết cả cái cục sạc dự phòng này để sạc luôn, sạc tất thay thứ các tất cả rồi mà nó vẫn không vào thì là liên hệ ngay với shop để shop là hỗ trợ đổi cho cái mới. Có thể là do cái chân sạc của nó bị thì hỏng ở chỗ chân sạc này. Còn trong trường hợp mà các bác mà thay bằng cái củ cáp khác mà nó vẫn vào bình thường thì đấy là do cái dây cáp này nó bị lỗi. Đấy, thì không phải là do cái tai nghe này, tai nghe bị lỗi nữa mà tai nghe vẫn bình thường ok. Là do cái dây cáp thì các bạn nên thay cái dây cáp và cái củ cáp khác là được nhé.